Euro năm nay hết ý, chưa cần giải đấu kết thúc mà người ta cũng có thể nói như vậy, vì đúng là hết ý thật. Không ai có thể ngờ rằng một đội bóng mang danh đương kim vô địch, giàu truyền thống nhất nhì làng bóng đá mà lại đá như nhược tiểu. Hôm qua đúng là màn tập dượt của mấy ông bố Thụy Sĩ với đám con trai nước Ý. Điều khiến người ta khó chấp nhận được là sau khi bị dẫn trước với tỷ số 2-0, người ta không thấy có chút tinh thần nào muốn lội ngược dòng. Nhìn họ cứ thong dong thi đấu như thể mình mới là đội nắm lợi thế tiến vào tứ kết. Ngọn lửa chiến đấu chắc chỉ bùng cháy trong Federico Chiesa, còn lại là tập hợp của đám tàn binh lay lắt chờ đến lúc tiếng còi kết thúc vang lên để lên đường về nhà. Hổ thẹn thay, thứ hào khí của người Ý chỉ xuất hiện ở mỗi cái lúc họ hát quốc ca. Còn lại, các cổ động viên chẳng thể nhận ra được một tuyển Ý lì lợm. Theo Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Euro, Italy thua 2 trận trong một kỳ Euro. Thảm họa là từ trang thống kê này dùng để miêu tả về thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti. Phát biểu sau trận thua bẽ bàng, thủ quân tuyển Italy Gianluigi Donnarumma cho biết: "Chúng tôi phải chịu trách nhiệm, Italy đã thi đấu dưới sức. Chúng tôi phải chấp nhận thất bại và miễn cưỡng thừa nhận Thụy Sĩ đã chơi một trận tuyệt vời. Lẽ ra Italy đã phải làm tốt hơn." Đồng quan điểm với Donnarumma, huấn luyện viên Spalletti nói: "Toàn đội đã rụt rè khi tiếp cận trận đấu, chúng tôi không thể chơi bóng ở cường độ cao. Thỉnh thoảng chúng tôi giành được bóng nhưng lại để mất ngay sau đó." Nhưng những lời lẽ này chẳng thể làm nguội đi những cái đầu đang phừng phừng nộ khí. Các cổ động viên Ý đã không thể nhịn được sự tức giận mà thể hiện thái độ ngay lúc toàn bộ các tuyển thủ tiến về phía khán đài có những cổ động viên đội nhà để gửi lời cảm ơn cũng như xin lỗi người hâm mộ. Tuy nhiên, đáp lại mong muốn chuộc lỗi của Donnarumma và các đồng đội chỉ là những tiếng la ó giận dữ. Người hâm mộ Ý từ chối bất kỳ lời xin lỗi nào và yêu cầu các cầu thủ trở vào phòng thay đồ. Người hâm mộ đã đi một hành trình dài từ quê nhà với chi phí đắt đỏ đến Berlin cổ vũ đội tuyển, nhưng họ lại phải chứng kiến màn trình diễn thảm hại của các cầu thủ, nên những phản ứng của người hâm mộ đội bóng xứ Thiên Thanh là hoàn toàn hiểu được. Trên mạng xã hội, cơn thịnh nộ của người hâm mộ bùng nổ dữ dội với hàng loạt hình ảnh chế giễu màn trình diễn tệ hại của đội tuyển Ý. Họ có cảm giác bị phản bội và thất vọng tràn trề khi chứng kiến một đội hình thiếu ý chí chiến đấu. Làm sao cái đám rác rưởi đó lại được vào sân và khoác áo tuyển Ý cơ chứ? Nếu là cách đây 20 năm thì không một cầu thủ nào hôm nay được triệu tập lên tuyển. Trưởng đoàn Buffon chắc không dám nhận đó là đàn em. Ngày xưa chơi bên cạnh anh toàn là những hảo thủ vừa tài vừa đẹp, còn bây giờ Ý là những gã trai chỉ được cái mặt nhưng vô dụng. Bây giờ Ý chỉ là một đội tầm trung. Tất nhiên sự bực tức của các cổ động viên không hề quá đáng, bởi báo chí và các huyền thoại bóng đá Italy cũng không thể giữ được bình tĩnh. Liên đoàn bóng đá Italy không nên tiếp tục tin tưởng huấn luyện viên Spalletti nữa. Chủ tịch Gabriele Gravina cũng không đảm bảo giữ được vị trí. Còn với các cầu thủ, chỉ có Donnarumma xứng đáng khoác lên chiếc áo Thiên Thanh với những pha cứu thua tại Euro 2024. Gazzetta dello Sport bình luận: "Tờ báo này cho rằng Italy đã chơi tệ hơn mức có thể tại Euro 2024. Nếu không có tuyệt phẩm của Mattia Zaccagni phút cuối trận gặp Croatia, Italy đã bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng thực tế bàn thắng đó không thay đổi được gì nhiều, bởi đội tuyển vẫn chơi như những kẻ ngốc ở vòng 1/8. Họ phải bay về nước sau hành trình cay đắng với thất bại toàn diện. Quả thật, nhà đương kim vô địch đã quá bạc nhược. Cả hiệp 1 họ chỉ có một cú dứt điểm. Hết trận, đội bóng của Spalletti cũng chỉ một lần đưa bóng hướng mục tiêu so với 4 của Thụy Sĩ. Nếu không nhờ tài năng của thủ thành Donnarumma, lưới của Italy có thể đã tung lên nhiều hơn 2 lần trước các pha dứt điểm của tiền đạo Brian Embolo hay tiền vệ Fabian Reder. Huấn luyện viên Spalletti sử dụng tiền đạo Gianluca Scamacca đá trọn trận trước Thụy Sĩ, dù anh chỉ ghi một bàn trong 20 trận cho đội tuyển. Những niềm kỳ vọng như Federico Chiesa hay Nicolò Barella cũng mờ nhạt. Hậu vệ Giovanni Di Lorenzo vẫn được tin dùng dù chơi không tốt cùng Napoli mùa trước, trong khi đội hình của Italy dự Euro 2024 chỉ có 2 cầu thủ trên 30 tuổi là Matteo Darmian và Jorginho. Nhiều tờ báo khác của Italy cũng chỉ trích Spalletti và học trò sau khi đội bị loại ở Berlin. Repubblica coi đội tuyển hiện tại xấu xí nhất trong những năm qua và lối chơi của đội không thể xem nổi. Tờ Corriere della Sera thì chấm Spalletti điểm 3 trên thang 10, còn tiền vệ Barella cũng chỉ nhận điểm 4. Tờ Stampa bình luận Italy đã bị hành hạ tại Euro 2024 và màn trình diễn của đội nằm ngoài đẳng cấp châu lục. Tờ này còn viết Spalletti không tạo ra thứ bóng đá nào ở Euro 2024, nhưng Gravina vẫn tin tưởng huấn luyện viên này. Cùng thời điểm, báo Anh Guardian nhận xét đoàn quân Luciano Spalletti chơi tệ khủng khiếp. "Tôi chưa từng thấy Italy chơi rời rạc và thiếu gắn kết như vậy. Ngay cả Italy dưới trướng Gian Piero Ventura ở vòng loại cũng không tệ như này." Bình luận viên CBS Sport Matteo Bonetti viết trên X sau hiệp 1. Ở cả hai bàn thắng, cầu thủ Thụy Sĩ đều xâm nhập cấm địa mà không bị ai kèm, nhờ khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt.
sự hoán đổi các vị trí cánh trái Thụy Sĩ gây ra quá nhiều vấn đề với Italy. Chuyên gia bóng đá Michael Cox của New York Times bình luận. Còn cựu tiền đạo Anh Alan Shearer khen Thụy Sĩ chơi quả cảm vì có nhiều cầu thủ sẵn sàng ập vào cấm địa để hãm thành. Tại Việt Nam, trong phần bình luận sau trận, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú bình luận: tuyển Ý thể hiện bộ mặt thất vọng trước Thụy Sĩ. Họ thua toàn diện và chứng tỏ cho khán giả thấy là mình là tập thể tầm thường đến mức nào. Tuyển Ý không còn vị gì, phẩm chất phòng ngự từng là sở trường của họ giờ đã mai một. Đội bóng thiếu những hậu vệ lì lợm, quái trong đội hình. Tuyển Ý giờ phòng ngự không ra gì khi thiếu cả kỹ năng và tiểu xảo. Sự lì lợm, tinh danh ở hàng phòng ngự đều biến mất. Có thể huấn luyện viên Luciano Spalletti biết đội Ý yếu nên chỉ tập trung cho hiệp 2. Đáng tiếc là họ để thua một bàn trong hiệp 1 và thua bàn thứ hai quá nhanh khiến mọi thứ mất kiểm soát. Tuyển Ý chơi như một học sinh tiểu học, nhân sự quá yếu về thể hình và tư duy. Họ không tranh chấp tay đôi được với một Thụy Sĩ chín chắn, trưởng thành và tỉnh táo. Đây là tiếng còi báo động cho bóng đá Ý. Có thể khâu tuyển chọn cầu thủ gặp vấn đề. Các vị trí quan trọng ở Serie A đều bị cầu thủ nước ngoài chiếm giữ, nên nhân sự lên tuyển quá yếu. Nhìn tuyển Ý này làm nhiều người nhớ Paolo Maldini, Alessandro Nesta. Ông cũng khẳng định tuyển Thụy Sĩ chơi một trận rất hay. Tôi có cảm giác các vị trí của họ đều rơi vào điểm chín của sự nghiệp. Họ khiến Thụy Sĩ trở nên toàn diện. Phải nói rằng có bột mới gột nên hồ. Thụy Sĩ phải có dàn cầu thủ hiểu nhau về tư duy mới tạo nên nhịp điệu thi đấu hài hòa. Huấn luyện viên Murat Yakin đã nhào nặn thành công một tập thể đồng đều. Trung vệ Manuel Akanji chơi rất chững chạc, Rodriguez điềm tĩnh, đội trưởng Granit Xhaka, Ruben Vargas hay Brio Embolo kết nối với nhau tạo thành bộ khung vững chắc. Thụy Sĩ là nước gần Đức nên cũng chịu ảnh hưởng về mặt kỷ luật chơi bóng rất lớn. Ở Euro 2024, Thụy Sĩ được tổ chức bài bản, kỷ luật và cẩn thận. Họ thi đấu có nhịp điệu và đâu vào đó. Tôi cho rằng Thụy Sĩ có thể đi xa cũng tùy vào nhánh mà họ có thể vào được đến bán kết. Đội nào mang được dàn nhân sự chín đều, hài hòa và kinh nghiệm thì dễ thích nghi.